cách phân biệt ba loại que đo đường huyết, que đo mỡ trong máu và que đo cholesterol của hãng Multicare. Cái hãng này thì được sản xuất tại Ý cô chú anh chị ha, đa năng, nên là khi chúng ta xài cái chức năng nào thì chúng ta sẽ mua hũ que đó. Thì để phân biệt đơn giản nhất là màu ha. Đó, thì nếu mà như chúng ta mua cái hũ que để đo đường đó, là chúng ta sẽ có cái màu xanh dương và cái đi theo nó là một cái con chip màu xanh dương. Và khi chúng ta mua là để đo mỡ trong máu thì chúng ta sẽ có cái con chip màu vàng. Và khi mà chúng ta mua là đo về cái cholesterol thì có màu xanh lá. Thì khi mà chúng ta sử dụng tính năng nào thì chúng ta sẽ cắm cái con chip đó vào trong máy nha. Thì ở phía sau máy chúng ta sẽ cắm cái con chip màu đó vào. Thì khi mà chúng ta mở nguồn thì chúng ta sẽ thấy trên hũ que nó sẽ hiển thị tương đương, ví dụ như 796, và sẽ trùng với cái hũ que đó thì chúng ta mới xài tính năng đó được. Còn nếu mà chúng ta cắm cái que khác vào khác với cái con chip này thì chúng ta sẽ không xài được. Và cô chú mình chú ý nha, mình phải chuẩn bị xong rồi mình mới cắm que vào. Tại khi chúng ta cắm que vào xài hay không xài thì sau 2 phút là que đó hiểu là đã qua sử dụng cô chú nha. Chúng ta có que của cholesterol thì con chip của nó là màu xanh lá, rồi cô chú chị thấy không? Rồi khi chúng ta cắm vào thì chúng ta mới lấy que để xài. Rồi nếu mà trường hợp chúng ta đo mỡ trong máu thì chúng ta sẽ có cái con chip màu vàng, và đương nhiên thì sẽ có cái hiển thị tiếng Việt ở trên đây, cái tem phụ của chú ha. Ví dụ như mình đo về mỡ trong máu thì mình ghi là que thử mỡ là triglycerid đó. Còn nếu mà như cholesterol thì chúng ta có là que thử cholesterol, và nếu mà như đường huyết thì chúng ta sẽ có ghi là que thử đường huyết gluco. Rồi để biết thêm thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn, hoặc là xem thêm các video về hướng dẫn sử dụng của máy này.